Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em Hiền xin chia sẻ và giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm mà em Hiền đang sử dụng và phân phối tại quầy thuốc của mình. Đó là sản phẩm dầu gội dược liệu collagen Star Here. Khác với các sản phẩm khác là khi mà sử dụng cái sản phẩm mà hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên thì khi mà gội xong thì tóc rất là khô và sơ. Nhưng đặc biệt cái sản phẩm này có kết hợp thêm thành phần đó là collagen, nên là khi gội xong chị em sờ lên rất là mượt nhá. Thành phần từ tinh dầu bưởi, bồ kết giúp ngăn ngừa rụng tóc, hỗ trợ mọc tóc, làm sạch dịu nhẹ tóc và da đầu, ngăn ngừa và loại bỏ các tác nhân gây gầu và kích ứng da, dưỡng da đầu, giúp sạch gầu, đen tóc, mềm, suôn mượt. Bổ sung dưỡng chất collagen phục hồi tóc hư tổn do xử lý hóa chất, tạo kiểu bởi nhiệt, tóc khô sơ dễ trẻ ngọn, cho mái tóc khỏe và bóng đẹp hơn, giúp cho tóc và da đầu mềm mại, bảo vệ tóc khỏi những cái tác nhân từ môi trường bên ngoài như là ánh nắng, hóa chất hoặc là bụi bẩn. Đặc biệt với nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản và Tây Ban Nha, giúp ngăn ngừa rụng tóc và hỗ trợ mọc tóc rất là tốt ạ. Chai này đóng 300ml và giá thì rất là yêu luôn, đó là 120.000 một chai. Đấy, rất là to và chai nó dạng vòi, dùng rất là tiện lợi nhá. Đấy, chị em nào có nhu cầu sử dụng hoặc cần tư vấn gì thì inbox ngay cho em Hiền theo số điện thoại là 0963317552. Và mọi người cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để em Hiền sẽ chia sẻ nhiều những cái video hữu ích cho mọi người nhé. Xin chào mọi người ạ.